Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của vợ chồng em. Hôm nay vợ chồng em có lên đồi này lấy cây tre về để làm lại cái hàng rào đây mọi người ạ. Đây anh thì lên chặt trước em rồi. Bây giờ tôi không biết anh chặt bên nào. Dạ chồng chặt xuống bên này hết rồi à? Cho. Đây là ba cọc này. Đây. Xuống nhà sao không? Cái là sợ mưa là ấy xuống sao. Đây này, nó nở ra hết rồi đây này. Đây. Đây tận nó béo kìa kìa. Nở ra hết rồi kìa. Cái này mà mưa to xuống phát ra là úp xuống nhà là con ong cả vợ trộm thế thôi. Đơn giản thôi đây kìa. Thì hết rồi kìa. Hết rồi, cả cái cây này đi luôn này, chọn đất này. Trồng review về cái cây này là gọi là cây gì nhỉ? Không biết là tiếng phổ thông là cây gì. Cái này á, cái này là tiếng Thái mình là gọi là cây là tít pết. Dịch ra tiếng phổ thông mình là cây là chân vịt. Thế thôi, không biết cây gì này này. Thường thường người ta gọi là cây sứa à, cây bú sứa à, cây gì biết. Chắc là không phải đâu. Này, nó có sứa mà này này. Đây, đây này này. Đây này. Cây này nó có sứa như này cơ mà này. Người ta gọi là cây sứa thế thôi. Vậy nhưng mà cái này cây này nếu mà bán đắt tiền phết như thế đúng không? Nhưng mà nhìn nó đẹp nhỉ. Cây to, cây thú đây này. Để cho mấy xúc lên xúc thì bán thì vài tỷ đúng không? Chẳng đấy. Đi, đi, đi sang kia đấy. Tí nữa là xong rồi. Đấy là 10, được 15 cọc rồi. Thế thôi, mình làm thưa thưa ra tí, còn mai mốt thì mình có tiền mình mua cái cọc rổ bê tông ấy cho vào với cả đưới mắc cáo vào là ok. Khi thì mà không có mưa thì làm gì nữa. Như này thì lại nghèo thêm nữa thôi đúng không? Đấy, tập cái cọc cây bường này. Làm cái cọc thì nó chắc, kiểu che già ấy. Cái này mà chôn đất thì quá ok rồi. Đang chưa? Di chuyển quá thế. Vợ ngồi thế này xem chồng thôi mà cứ run run ấy. Sợ đúng không? Tầm này nhìn xuống dưới ai cũng sợ thì cũng chịu rồi. Đấy, cái này làm cọc vừa rào thì quá là ok. Mình làm thưa như này nhỉ nhỉ. Đấy. Ok ngay. Quá mệt anh em ạ. Mệt lắm. Không giống như ở nhà lên như thế được. Hóa ra là làm việc này mệt lắm. À. Mai kia bảo anh em đi mua
hay là vỏ hồng kiên ấy. Đấy. Mang về làm mà cây cảnh ở trước nhà này này. Cái này mà để đeo phong lan phong diếc vào đây này này, nhìn cho. Nó rố này này. Nhìn quá đẹp luôn này này. Này. Đấy. Quá là tuyệt vời luôn. Từ để bao tiền đấy nhỉ. Thôi đi. Đi về đi. Mình đi làm. Đấy mà làm cọc táo. Quá là ok luôn. Anh em ạ, ốc lợn anh em ạ. Thế này vợ đi mua mỗi một ốc này bao tiền đấy? Mỗi bộ như này là 20.000 chồng ạ. À 20.000. 20.000 tí là giá và tầm chéo. Để một cái cũng được thôi nhỉ. Hay một cái để đi mai kia ăn đi. Để cho một cái cũng được mà tầm chéo ấy. Đây. Làm một ít thịt lợn anh em ạ. Đấy. Hai đùi thịt lợn là trước kia mình mổ làm mớ cho anh em ý. Bây giờ thì trước kia không có thời gian ăn đây này. Hôm nay mình sẽ đi làm rào. Đấy, rào vườn rồi thì không có gì ăn thì vợ chồng mình sẽ luộc cái này ăn vợ nhỉ. Đấy. Nấu để nó nhừ ra. Giật vàng ăn ngon lắm cái này. Chuẩn bị xong rồi anh em ạ, về nhà cắt cơn thôi. Nóng kinh khủng. Nóng lắm rồi ạ. Cái này đang nghe cái này mình phải kè móng lên rồi cho đứa mới cáo vào cái này. Thế ok được vừa nhỉ. Mình không có tiền, mình tế tạm thôi. Rồi. Tôi tạm rồi. Cái này hết 2-3 triệu nữa là ok mà, đúng không? Dần dần thôi. Mặt tiền là ấy à? Mặt tiền là nông thôn. Đường à, mặt tiền nông thôn là asphalt à? Gì ấy? Đổ bê tông à? Cái này đô 2 đúng không? Đô 1 thì ổn lắm. Ở đô 2 thì mới ok. À, về đến nhà anh em ạ, được một chuyến củi. Đấy. Xem đi, ấy đi, xem đi, xem nồi của mình đi, chắc là tắt hết lửa rồi. Ây da, ui dồi, phương phức rồi ạ. Đâu, chọc thử xem nào, nó cơ, ngon chưa? Ui, được rồi đấy. Này. Phải chờ tí nữa nhỉ. Chín rồi đấy, vừa ạ. Này, có máu ra đâu đây này. Nhừ rồi, ok rồi. Đấy. Ai da. Tí, tờ xong đúng không? Ui dồi, cả nước rồi ạ. Chắc là nhừ hết rồi đấy. Ây dồ, phương phước. Quả là tuyệt vời chưa? Ây dồi ôi. Ô xì kê chưa? Mỗi người một lùi vợ ơi. Đấy. Ôi, thế này chắc hết thật đấy chồng ạ. Ừ, vợ chồng mình đua nhau. Ây da. Ây. Ok chưa?
Đấy, đợt bản mỗi người một đùi, làm ba con rồi đấy nhỉ vợ nhỉ, ba con là làm mớ rồi đấy đúng không, con này con thứ ba rồi đấy. Ê, anh em nào cần mớ đợt bản thì cứ alo để cho anh người cho mớ để dán các loại luôn, dán cá ăn thì ngon lắm, dán rau dán cá ăn. Đây, ốc của nó đây, làm bát tằm chéo khủng đúng không, chấm các loại chấm, chấm cả thế giới anh em ạ. Ý, cho một cái nước dùng nó luôn. Ok, đây nước canh nó tí là ăn. Ok, bát tằm chéo quá đỉnh cao luôn. Ôi, nóng thế, nóng là sướng mà, nóng là sướng. Ê, tằm chéo anh em ạ. Đấy, anh em nào cần tằm chéo thì cứ alo cho anh này, cho anh gửi cho đây, tằm chéo đây này, quá là tuyệt vời đây này. Đấy, đây này, tằm chéo đây này, lúa che da đây này anh em này. Đấy, mớ lợn bản đây này. Đây, dao mèo, anh em nào thích dao mèo thì cứ alo cho anh gửi cho, hạt mắc khén. Một ong rừng rồi này. Đấy, còn ít thì một ong rừng rồi này. Uống hết cả 1 lít rồi. Ừ, đấy, uống mà, để ngâm rượu uống mà. Ơi, các loại đồ. Thôi, ý cái này ăn thôi, vợ ơi. Úi dồi, rau cỏ cái này mà để mà ghém cái kia nhỉ vợ nhỉ. Để mà ghém, nó mang mì chính ra đấy. Cho ít mì chính. Kìa. Ơi, ốc đây anh em ạ. Này mình không có ấy nhỉ, không xuống ao đấy rau mùi tí nhỉ, cho ít rau mùi vào nữa thì quá là ok luôn. Đây anh em ạ, cho tẩm chéo vào đây, tẩm chéo đây, ít có ít thôi vợ nhỉ, người cay quá thì vợ không ăn được. Ý, cái này chấm các loại chấm luôn. Ờ, mời tất cả anh em nhá, thử mấy mì xem nào. Quá ok. Ngọt thế. Thử rau cỏ đi đã. Mời tất cả anh em ăn cơm cùng vợ chồng mình nhá. Hôm nay chẳng có gì ăn, anh em ăn lùi heo thôi. Ôi ok. Còn một ít bia anh em ạ. Vừa đi làm về mệt quá thì tung hết gần hết rồi, còn một nửa thôi. Ôi nóng thế làm bia xuống đây này, mời tất cả anh em nhá, làm ít cốc bia. Đây thịt lợn anh em ạ. Ơi chấm ngập ngập thế này anh em ạ, tẩm chéo. Nếu mà mình thích ăn cay thì mình bỏ ra nhiều, thích ăn ít thì bỏ ra ít. Hôm nay thì vợ ăn cùng thì vợ không ăn được cay. Mời tất cả anh em. Anh em ạ, vợ chồng mỗi người một đùi thế này. Nhật Bản ăn ngon chưa anh em? Ấy được nhiều như ăn này nó sướng rồi này. Nóng sướng vậy. Thôi mời tất cả anh em nhá. Đợn quá ngon luôn. Ấy tẩm chéo ngập ngập như này sướng. Ôi mời tất cả anh em.
Em được phỏ ăn. Thơm mập sướng cho vừa này. Ăn như vậy như thế này. Ai, ok cho. Ngon. Quá là tuyệt vời. Sướng. Ăn rau cỏ vào sướng, ăn rau cỏ vào thịt thế này. Ấy, làm cháo rau cỏ quá là tuyệt vời. Rồi bà đi vợ ơi, ăn cùng chồng đi. Quá là tuyệt vời, mỗi người một lùi. Ai ăn nhanh hết, nhanh nhất. Một cái chân. Quá khủng luôn. Tôi mời tất cả mọi người ăn cơm trưa ông vợ chồng em. Quá ngợi luôn, béo. Lần đầu tiên được cầm cái đùi to. Trời, ăn cả đùi mà. Ôi trời ơi, xuống lắm, ăn như này xuống đấy. Bóc ra. Nó như ấy. Đây mời tất cả mọi người. Rau cỏ ghé vào. Ngon lắm. Công nhận bác chồng cháu mình làm quá tốt. Cơm cái này làm cả cái củ ấy đấy, thơm ấy, ấy. Ăn như em nó sướng. Ăn ở đấy, ăn nó ngập mỏ. Ăn nó làn ruộng. Này nó như là nó ra hết rồi. Ăn được một nửa ấy. Ăn hết, vừa ăn nhanh mà. Sẽ ra ăn. Đùi trước của nó thịt nhiều nhỉ. Thịt xương ống lắm, ngon. Nhưng mà tính ra nó toàn mỡ nhỉ. Mỡ đâu, mỡ thì tóc cắt ra hết rồi gì đấy này. Còn thịt không rồi này. Công nhận bát chồng cháo, đúng không? Toàn là thịt. Ăn thịt không? Đấy, mớ này này, mớ trắng luôn này này anh em này. Đấy, đơn bản mớ nó trắng.
Thế là mình làm mỡ thì tôi gửi cho anh em ăn thì xào thì quá là tuyệt vời luôn. Quá là mùi thơm. Ừ. Còn phúc. Còn có cá rồi, còn cái chuối. Ừ. Rồi cái chuối với cả cám gạo, cám ngô. Nghiền ngô, nghiền cám rồi ăn. Đúng. Đây, bóc nó ra này. Ý. Đâu cho. Thịt. Đâu cho. Anh em. Ăn xương quá đã. Ăn dùng bộ phận vào đúng không? Ừ, nóng quá anh em ạ. Trên mình đang đến mùa cà phê, hoa cà phê thì quá kinh khủng luôn, nhưng mà không biết làm sao. Nóng kinh khủng luôn. Thời tiết này tầm 40 độ sao ấy. Không bao giờ nhỉ? Ừ, không mưa đâu. Còn chắc là mai kia thì phải bảo mấy anh em các bà ấy, ông bà ấy đi xin mưa. Đấy. Đi xin mưa ở trong bản mưa ngay mà. Đi xin mưa được mà được gói cơm cá khô nó gói cơm cho ấy. Tuyệt vời luôn. Nếu mà trời mưa thì hôm nào là làm một con nữa nhà vợ nhà ăn mừng Mừng cà trời phê mưa. ở một con lợn được 2-30 lít mỡ rồi anh em ạ. Làm một con nhá. Quá là tuyệt vời luôn ăn. Xương nó cũng mềm vậy ạ. Cả buổi mà mình Ừ. thấy cả buổi. Liên mạnh lên Còn thịt. đi. Tuyệt vời. Ăn xương ngon lắm. Ngọt. Đấy, trộm nó phải như thế này chứ vợ này. Quấy nó lên. Đây thì bắt hoặc là đòi ác bắp của nó thì bắp này nướng tái ăn ngon giòn. Đồ ăn cũng ngon. Hết một cục xương. Đi sắp hết rồi đấy, cho người này còn một nửa thôi. Ăn nhanh đi. Cái này mỡ nó trắng tưng như này vừa này. Đúng chưa? Cái này gọi là đơn bản. Làm mỡ thì mình phải chọn con nào có mỡ, mỡ trắng mà ngon luôn. Hết rồi này này. Cái này bỏ xương nó ra. Ăn được cái gì này này. Vợ Xương này này, đúng không? ui sợ. Đùi con heo chân chân trước của nó này này. Đùi trước của nó này này, thịt này ui sợ. Vợ chẳng ăn gì. Này, miếng này này. Xuống cho. Ăn đi. Ăn no thì thôi thế thôi. Mềm.
không? Ừ, ơi, tưởng mà chồng mình sẽ ăn hết được này, không ăn được nhỉ? Này chỉ có 4 cân mà, mỗi nùi của nó là 2 cân nhưng mà. Mà chồng mình ăn chắc ăn hết được 2 cân thôi nhỉ? Không đến. Tầm cân 2, cân 3 thôi. Mỗi chồng ăn không, vợ chẳng ăn gì. Vợ có ăn mà. Thế là đi rừng thì mang sợ nức. Nó bụng quá sợ không đi được ấy. Nóng quá, kiểu nó nóng thế này thì không ở nhà được. Bắt buộc phải đi rừng chơi. Ở rừng thì nó mát. Như tìm măng, tìm rau cỏ ở rừng để ăn lạ nữa. Ăn đồ nhà, đồ nhà. Quá là ăn nhiều rồi. Giấm đồ rừng về ăn nó ngon. Ăn đi, vợ ăn đi. Ăn no rồi. No à? Thế thì tối lại ăn tiếp, đúng không? Chú không biết có hết được không? Tối không ăn hết thì sáng mai là hết mà. Quá là tuyệt vời luôn anh em ạ. Ngợi lắm. Ăn miếng to không biết làm sao, kiểu ăn no nhanh lắm. Với lại là hôm nay mình đi làm, kiểu nó nóng quá về nhà ấy. Chưa gì thì mình đến nhà là mình đã làm hết một cốc... làm hết là một chai bia rồi. Thôi chương trình video của vợ chồng mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Chào tất cả anh em nhá. Anh em nhớ ủng hộ đăng ký kênh cho chú anh nhá. Để anh vợ chồng mình càng ngày càng máu làm video ra anh em ạ. Càng đi lên. Ờ, ngày nào càng đi lên. Quá là tuyệt vời. À đi, múc canh ra đây, người bát canh nữa.